đẩy hết sự bền bỉ, dai dẳng, tăng sức chịu đựng dài lâu và tần suất hoạt động nhiều, thăng hoa bất tận trong gym, đầy mạnh mẽ, nhiều rep hơn, nhiều set hơn cùng Super Chat, sạc cơ bắp liên hồi, thăng hoa bất tận. Duy sử dụng Super Chat cho những buổi tập dài lâu. Đến gym. Chào mọi người, rất vui được gặp lại vào hôm nay. Hoàng xin gửi đến mọi người một video clip hướng dẫn cách pha và sử dụng sản phẩm Super Chat sao cho đúng chuẩn và hiệu quả nhất. Super Chat là một trong những dòng reward cao được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT phân phối trên toàn bộ thị trường Việt Nam, giúp các bạn có một buổi tập bền bỉ hơn, bơm sức mạnh tối đa để phát triển cơ bắp một cách tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm các bạn có thể liên hệ đến trang web thol.com.vn, kênh YouTube Thể Hình Online hoặc là liên hệ đến số 1900 2050 để gặp sale và đặt hàng nhanh chóng nhé. Và bây giờ Hoàng xin hướng dẫn các bạn cách pha Super Chat như thế nào cho đúng chuẩn nhất ha. Bây giờ thì Hoàng sẽ khui một hũ mới ra luôn. Rồi, Hoàng đã khui xong hũ Super Chat rồi, chúng ta sẽ có một cái bột màu hơi ngà ngà như thế này. Mùi trái cây thơm quá. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho một ít nước vào bình. Tiếp đến là một muỗng Super Chat. Nếu mà bạn nào mới sử dụng á, sử dụng chưa quen thì có thể sử dụng nửa muỗng thôi nha. Ôi đẹp thế. Cho thêm phần nước còn lại vào. Các bạn có thể cho khoảng 500-700ml nước tùy khẩu vị là các bạn muốn dùng đậm hay là nhạt. Riêng Hoang thì Hoang sẽ chỉ cho nửa bình nước như thế này thôi. Các bạn lưu ý là những dòng reward cao hay BCA thì mình nên pha với nước lạnh chứ không được pha bằng nước nóng nha. Rồi, sau một vài cái lắc nhẹ của Hoang như vậy thì Super Chat của chúng ta sẽ tan hoàn toàn trong nước. Nhưng mà các bạn đừng có lo, khi mà chúng ta lắc một lát sau nó sẽ có một chút bột màu trắng ở dưới đáy bình như thế này. Thì đó là creatine, mà creatine thì không tan hoàn toàn trong nước. Cho nên đây là một cái hiện tượng rất là bình thường của Super Chat nha. Hoang sẽ rót thử ra ly cho các bạn thấy. Đây là màu Super Chat của chúng ta. Có ai muốn dùng thử với Hoang không nhỉ? Mùi trái cây rất là thơm. Mặc dù Hoang thì Hoang ít khi nào sử dụng Super Chat, nhưng mà có một vài lần Hoang dùng Super Chat thì Hoang cảm thấy là nếu mà so với Outlip á, Outlip sẽ tăng sức mạnh cho Hoang ngay từ những lần đầu mới nhấp vô là sẽ ngứa rưng người lên ngay. Còn Super Chat thì cho Hoang một cái sự nó rất là ổn định và tăng cho Hoang một cái sức bền rất là đáng kể. Nếu như là một ngày Hoang tập được chỉ có 1 tiếng thôi thì sau khi uống khoảng một serving Super Chat này vô thì Hoang sẽ tập được 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi và cardio không mệt mỏi luôn. Đó là cảm nhận của riêng Hoang, còn không biết là đối với các bạn thì sau khi các bạn uống một serving Super Chat vô thì buổi tập của các bạn sẽ như thế nào nha. Nhớ là cho Hoang biết sau khi sử dụng sản phẩm bằng cách comment ở dưới. Hoang sẽ cố gắng đọc hết comment của từng người nha. À, Hoang quên nói một ít về cách dùng. Là vì Super Chat là một dòng reward cao, cho nên là chúng ta sẽ pha Super Chat và uống trước buổi tập 30 phút. Còn nếu mà như những bạn mà Hoang nói là pha nhiều nước quá ấy, mình uống không hết, thì có thể dùng luôn phần Super Chat còn dư ấy trong khoảng 15 phút đầu tiên khởi động. Sau đó chúng ta sẽ bước vào bữa tập một cách sung mãn nhất ha. Và có một số lưu ý nhỏ là Super Chat thì chúng ta sẽ không dùng trước giấc ngủ khoảng 4 tiếng, bởi vì Super Chat có chứa một lượng caffeine, nó sẽ khiến chúng ta bị mất ngủ một chút. Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, cũng không dùng cho những người có bệnh lý về tim mạch hay huyết áp mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Super Chat không dùng cho những người quá mẫn cảm với caffeine, bởi vì như khi nãy Hoang nói thì trong Super Chat có một lượng caffeine mà. Và chúng ta nên bảo quản tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay trẻ em.
chúc mọi người có những buổi tập thật là sung sức và bền bỉ cùng với Super Chat và Hoa nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở các clip sau. Để đặt hàng hoặc giải đáp mọi thắc mắc, hãy gọi tổng đài 1900 2050 để được tư vấn và giao hàng miễn phí.